để tiếp tục xin mời quý vị thưởng thức giọng hát của Quỳnh Hương. Sau Quỳnh Hương sẽ là anh của Kimmy. Tại mà một nam một nữ và mình theo cái tour hồi nãy theo thứ tự lúc đầu. Bây giờ là Quỳnh Hương, sau đó là cái anh đẹp trai có râu đó. Cảm ơn ngày đẹp đi anh. Rồi mời các chị có sang nhảy cái đi là bài chị Vân hát đó. Không hồi đó. The world can be real. Over.